Xin hân hạnh kính chào quý khán giả một lần nữa đã đến với kênh YouTube TD Broadcasting vào ngày đầu năm của năm 2021. Thưa quý vị, Happy New Year, Happy First Day of the New Year to tất cả mọi người. Rất là vui mừng gặp được quý vị lại qua cái kênh YouTube này trong ngày 1 Tây tháng Giêng năm 2021, ngày thứ 6 ở trong tuần. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi bước vào với các bản tin trong ngày hôm nay đó, thì có một chuyện mà chúng tôi xin được trình bày với một số các quý khán giả và cũng như là xin lấy ý kiến của tất cả mọi người. Trong thời gian qua, trong thời gian mà 3 tháng mà chúng tôi thực hiện những video này đó, thì một số người đã góp ý là khi mà tôi viết cái headline trong những cái video đó là tôi nên viết Tổng thống Trump khi mà tôi nhắc đến ông ở trong cái tích hay là cái tựa của cái headline. Thì thưa quý vị, tôi có trả lời một số người, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng tôi đem cái vấn đề này lên để mà trình bày qua video thì có lẽ là nhiều người sẽ hiểu hơn. Tyler Yip lớn lên ở tại Mỹ và tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái cách mà báo chí dòng chính của Mỹ khi mà họ viết cái tựa cho cái bài viết của họ. Thì đối với người Mỹ, ngắn gọn là cái chuyện rất là quan trọng. Họ không có muốn mà gọi là dài dòng lê thê ở trong cái headline. Tại vì cái headline nó, tại vì cái người độc giả đó, thưa quý vị, cái người độc giả thông thường là họ chỉ có đọc khoảng chừng 1-2 giây, họ lướt cái tựa, nếu mà họ thấy là nó hấp dẫn thì họ mới đọc, còn không thôi thì họ sẽ lật qua cái trang khác. Cho nên là cái người viết cái headline, cái người biên, chủ biên khi mà viết cái headline đó, có một cái trách nhiệm rất là quan trọng. Và tôi ảnh hưởng đến cái cách mà báo chí Mỹ viết tựa, cho nên rằng là khi mà nói đến một nhân vật, không cần biết là cái nhân vật đó thấp hay cao trong địa vị xã hội, nếu mà nhắc đến tên nhân vật đó thì tôi chỉ viết họ, hay cùng lắm là viết tên với họ. Ít khi nào mà tôi viết là nguyên ra cái chức lắm. Nhất là khi mà chúng ta chuyển âm hay chuyển ngữ từ tiếng Anh qua tiếng Việt thì nó là càng lôi thôi hơn nữa. Lấy ví dụ, tiếng Anh tổng thống là President, President Trump, hai chữ là xong. Senator McConnell cũng là hai chữ, đúng không? Nhưng mà ở tiếng Việt khi mà nếu mà gọi là viết ra đúng cách hành văn đó, là phải viết ra nguyên cái tên của họ mà gọi là Tổng thống Trump, 3 chữ. Thượng nghị sĩ McConnell, 4 chữ. Nhưng mà khi viết cái tựa như vậy, nó hơi dài. Và thứ hai nữa là trên YouTube chỉ cho chúng ta độ khoảng chừng 100 mẫu tự để mà viết cái headline thôi. Mà quý vị biết rằng là đôi khi đó, tiếng Việt ngữ hay là tiếng Việt Nam của chúng ta dài hơn là tiếng Anh. Nhiều khi phải lấy đến 2-3 chữ tiếng Việt mới ra một cái nghĩa của một cái chữ tiếng Anh, thì nó hơi dài thiệt để cho thay là gì có thể viết hết cái nội dung trên một cái headline của một cái video, nếu mà chúng tôi còn viết luôn cái chức vụ của những người đó nữa. Cái đó là một cái lý do là tại sao tôi không viết những chức vụ đó. Cái thứ hai, thưa quý vị, cá nhân của tôi, cái sở thích riêng của tôi không có thích viết tắt. Một số người cũng khuyên rằng ôi tại sao anh không có viết là TT Trump đi, hay là TNS McConnell, giống như là thượng nghị sĩ. Tôi không thích viết viết tắt như vậy. Viết tắt như vậy có nhiều người hiểu, có người không hiểu. Mà gần đây tôi thấy rằng có một số YouTuber họ có lẽ là họ lười viết nữa. Họ viết ra luôn là TTT. Rồi khi vô trong video rồi nó mới biết là TTT là Tổng thống Trump. Thì đó là cái mà tôi không nghĩ rằng nó là chuyên nghiệp theo cái cách nhìn của tôi, cho nên là tôi không có biết. Và vì vậy, trong video đầu tiên của năm 2021, tôi xin đính chính lại với tất cả mọi người một lần nữa là khi tôi viết các tên, viết tên của những nhân vật dòng chính trong chính trị, không cần biết rằng là họ có cái chức vụ cao thấp như thế nào. Nếu đã viết tên thì tôi chỉ có viết tên hay là viết họ, hay là chỉ viết họ của họ mà thôi. Còn ngoài ra nếu mà tôi viết những chức vụ của họ đó thì tôi chỉ viết rằng là Tổng thống Mỹ hay là Thống đốc Cali, vân vân. Tại vì nếu mà tôi nghĩ rằng là những người tôi viết
họ đủ nổi tiếng hay là họ đủ tai tiếng để mà cho chúng ta đều biết rằng là họ là ai đó thì không cần phải viết tên nữa, để mà tiết kiệm cái mẫu từ trên YouTube. Và thưa quý vị, đó là cái phần mà là trình bày về cái nguyên tắc của tôi trong năm 2021. Sau đây xin mời quý vị bước vô với những bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì tin tức nó cũng tương đối là nó hơi chậm. Chỉ có Tổng thống Donald Trump rằng đưa ra rất nhiều cái tweet trong ngày hôm nay mà chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng thú vị để mà cập nhật cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, cái tweet đầu tiên mà ông đưa ra là ngày hôm nay 10 giờ 40 phút sáng giờ Cali. Ông viết như sau. Ông viết rằng là tôi hy vọng thống đốc của tiểu bang South Dakota Kristi Noem sẽ ra tranh cử chống lại Rhino thượng nghị sĩ John Thune trong kỳ bầu cử sơ bộ vào năm 2022. Bà sẽ làm một công việc rất là xuất sắc ở tại Thượng viện của nước Mỹ. Nhưng nếu mà bà Kristi sẽ không ra tranh cử, thì sẽ có những người khác xếp hàng để mà ra tranh cử. Tiểu bang South Dakota cần một cái sự lãnh đạo cứng rắn hơn ngay lập tức. Thưa quý vị, đây là cái cách mà quý vị thấy rằng là Tổng thống Donald Trump vẫn còn đang ghim cái nỗi giận của ông đối với lại đương kim thượng nghị sĩ John Thune. Quý vị thấy đây là chân dung của ông John Thune, nhân vật số 2 của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Ông John Thune này đó, ổng quá thành thật trong cái sự nhận xét của ông khi mà được hỏi vào tuần trước rằng là cái cơ hội để cho phe Cộng hòa có thể lật ngược thế cờ ở tại Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng như thế nào, thì ông có nói rằng là cái cơ hội để cho phe Cộng hòa mà lật thay đổi kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng Giêng đó, nó giống như là những con chó mà đang bị bắn hiện nay, giống như chó dại mà bị bắn rồi phải chết như vậy. Đó là cái cách mà chúng tôi phiên dịch lại cái câu phát biểu của ông John Thune, thượng nghị sĩ John Thune. Thì sau khi mà John Thune đưa ra cái sự nhận xét này, nó hơi thẳng thắn một chút, thì Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu lên Twitter để mà công kích ông này. Đây là cái tweet thứ hai mà chúng tôi nhớ không lầm. Đây là cái tweet thứ hai mà Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi người trong Đảng Cộng hòa tại tiểu bang South Dakota phải ra để mà thách thức ông John Thune trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng vào năm 2022. Đó là cái tweet đầu tiên của ông trong trong ngày liên quan đến vấn đề chính trị. Chúng tôi cũng biết rằng là trong những ngày tới chắc là ông cũng chưa có quên John Thune đâu. John Thune sẽ bị bắn thêm vài lần nữa. Và thưa với quý vị, cái tweet kế tiếp mà Tổng thống Trump đưa ra trong ngày hôm nay vào 11 giờ 23 phút sáng cũng giờ Cali, ông nói rằng một cái cuộc xuống đường hay là một cái cuộc tuần hành vĩ đại sẽ được diễn ra tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào 11 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng. Chi tiết và địa điểm sẽ được công bố sau. Ngăn cản sự ăn cắp, ngăn cản sự ăn cắp, hay là cái tiếng Anh nó gọi là Stop the Steal đó, nó biến thành một cái khẩu hiệu của phe MAGA, của phe Make America Great Again trong thời gian 2 tháng vừa qua, khi mà những cái người mà xuống đường họ hay cầm biểu ngữ, họ nói là Stop the Steal, giống như là một cái khẩu hiệu cho biết rằng là bầu cử này có vấn đề và chúng ta nên ngăn cản cái chuyện mà là ăn cướp, ăn cắp những lá phiếu. Đó là cái tweet thứ hai của ông Trump. Và cuối cùng, thưa quý vị, là cái tweet thứ ba. Đây là cái tweet mà Tổng thống Donald Trump phản ứng lại với cái quyết định của Thượng viện trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đọc sau, sau đó chúng tôi xin mượn cái tweet này để mà đi qua cái bản tin kế tiếp. Ông Trump viết rằng Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã mất đi một cái cơ hội để mà xóa bỏ đề mục 230. Đề mục này đã đưa quyền hạn bất tận tới tay của những đại công ty công nghệ rất là bê bối. Bây giờ họ chỉ muốn cho những người dân
bị tàn phá bởi con vi khuẩn Trung Quốc 600 đồng mà không có cho họ 2.000 đồng như là những gì mà họ đang cần thiết hiện nay. Không công bằng và dĩ nhiên cũng không có thông minh. Đó là cái tweet hay là đó là cái phản ứng của Tổng thống Trump dành cho quyết định của Thượng viện trong ngày hôm nay. Quý vị thấy rằng là sau này thì chúng ta bước qua một cái bản tin khác là Thượng viện trong ngày xong sáng sớm ngày hôm nay, ngày 1 Tây tháng Giêng đã bác bỏ sự phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Quý vị thấy cái headline trên tờ báo The Hill. Quý vị cũng thấy cái headline ở trên Newsmax khi mà người ta cho biết rằng là Thượng viện đã bác bỏ sự phủ quyết của ông Trump. Quý vị rằng là bây giờ ông thích hay ông không thích thì sau ngày hôm nay cái dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng của năm 2021 sẽ biến thành luật, không cần đến sự phê chuẩn của một cái người tổng thống đương nhiệm. Thì xin lặp lại cho quý vị là tại sao mà Tổng thống Trump không thích cái đạo luật này. Bây giờ thì tôi gọi nó là đạo luật rồi. Ba chuyện. Section 230 thì quý vị biết rồi. Ông không thích cái section này. Đối với những quý vị nào mà không có biết về cái section 230, quý vị có thể xem lại một cái video cũ của chúng tôi thực hiện tuần trước về section 230. Lý do thứ hai mà Tổng thống Trump không thích cái luật này, đó là cái luật này yêu cầu hay là ra lệnh cho ngũ giác đài phải có một cái thủ tục để mà thay đổi những căn cứ quân sự nào mà được đặt tên theo một vị tướng lãnh của Liên minh miền Nam trong cuộc nội chiến trước đây. Cái này là cái ưu tiên của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Và cái ưu tiên này đã được bao gồm vào trong cái đạo luật NDAA, chuẩn chi ngân sách quốc phòng. Cái đó là cái việc mà là Tổng thống Trump không có thích. Cái việc thứ ba mà ông Trump không thích, mà ông nghĩ rằng là nó đi ngược lại với cái quyền hạn của ông đó, nó còng tay ông đó, là luật này đóng băng lại lực lượng quân đội của Mỹ hiện nay đang đồn trú ở những nơi như là nước Đức, Nam Hàn, Nhật Bản, v.v. Quý vị còn nhớ rằng là sau khi mà Tổng thống Trump cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, thì sau đó thì cái người quyền Bộ trưởng mới lên đã có những cái thủ tục để mà rút quân Mỹ ra khỏi những nước như là Afghanistan, Iraq, thì Trung Đông, nói chung Trung Đông và khu vực Phi Châu. Thì trong cái đạo luật này, Quốc hội đã không cho một cái người tổng tư lệnh của quân đội được quyền giảm binh lực của nước Mỹ ở tại những cái nơi mà chúng tôi vừa mới liệt kê ra. Thì Tổng thống Trump nghĩ rằng là cái quyết định này nó thách thức trực tiếp đến cái quyền lực của quân đội của ông Trump, cho nên ông không thích. Thì bây giờ ông không thích hay không thì cái luật này nó cũng đã được ban hành rồi trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng vừa mới trình bày cho quý vị xem cái phản ứng của ông Trump và bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, thưa quý vị, liên quan đến cái cuộc điện đàm của Mitch McConnell dành cho cái khối Cộng hòa ở trong Thượng viện vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì Mitch McConnell có một cái cuộc điện đàm, một cái conference call với thành viên của phe Cộng hòa tại Thượng viện. Thì trong cái phần điện đàm này, ông có đưa ra hai chuyện. Thứ nhất là ông nói rằng, theo những nguồn tin mà các đài truyền hình có được, bao gồm Fox News, ông nói rằng cái kỳ bỏ phiếu để mà xác nhận kết quả bầu cử của đại cử tri đoàn vào ngày 6 Tây tháng Giêng là một cái kỳ bỏ phiếu quan trọng nhất và nó sẽ có ảnh hưởng sâu xa nhất trong cuộc đời của ông. Mitch McConnell lần đầu tiên đắc cử thượng nghị sĩ là vào thập niên 80. Chúng tôi không nhớ rõ là vào năm nào, nhưng mà chúng tôi biết rằng là khi mà ông đắc cử thì Tổng thống Ronald Reagan còn tại chức. Thì quý vị thấy rằng là nếu mà ông đắc cử ở cuối thập niên 80 đi, thì bây giờ ông cũng ngồi đó cũng đang cho là gần 30 năm rồi. Thì trong gần 30 năm một cái sự nghiệp kéo dài nó như vậy, bao nhiêu đời tổng thống, bao nhiêu dự luật, bao nhiêu đạo luật mà ông đã bỏ phiếu, ông cho biết rằng là ngày 6 thì tháng Giêng tới đây là cái cuộc bỏ phiếu quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Là tại sao như vậy? Tại vì trong những năm trước đó, cái kỳ bỏ phiếu chứng nhận kết quả bầu cử của đại cử tri đoàn
nó mang tính cách hình thức nhiều hơn. Là tại vì chuyện nó ở đâu thì là đêm bầu cử chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà trong năm nay đêm bầu cử 3 tháng 11 không giải quyết được vấn đề. Bốn tây tháng 12, đại cử tri đoàn đi bỏ phiếu tại 50 tiểu bang cũng như là tại khu vực Hoa Thịnh Đốn cũng chưa giải quyết được vấn đề. Tối cao pháp viện từ chối không nghe đơn kiện từ phe thua cuộc cũng không giải quyết được vấn đề. Phe thua cuộc hiện nay đang gửi gắm hết tất cả các hy vọng của họ vào ngày 6 tây tháng Giêng. Thì bây giờ phải đợi tới 6 tây tháng Giêng mới hy vọng có được một cái kết quả. Mà cá nhân của tôi cũng hy vọng đây là thắng hay thua thì cũng hy vọng là chúng ta có được một kết quả để cho đất nước này có thể bắt đầu hàn gắn lại. Chứ còn nếu mà 6 tháng Giêng mà cũng chưa kết quả nữa mà bây giờ nói là bây giờ phải đợi tới ngày 20 tây tháng Giêng thì mới biết là ngày nào là ngày mùng 1 Tết ấy, thì cái đó thì chúng tôi thật sự là bó tay hay là chịu thua luôn với những người mà vẫn còn có những cái suy nghĩ như vậy. Thì thưa quý vị, Mitch McConnell nói cái việc đó trong cái cuộc điện đàm của ông trong ngày hôm qua, và ông có nhắn ra hai việc mà chúng tôi nghĩ rằng là nó đáng để chú ý để mà chia sẻ. Thứ nhất, ông nói là trong kỳ bỏ phiếu ngày lần vào ngày đó thì mỗi thành viên trong khối Cộng hòa nên bỏ phiếu theo lương tâm của mình. Có nghĩa là ông không bắt buộc. Ông không có bắt buộc là ai phải bỏ phiếu thuận hay là không thuận cho kết quả bầu cử tại những tiểu bang mà còn đang tranh chấp cả. Ai muốn bỏ phiếu sao thì bỏ phiếu. Cái đó là cái quyền của họ. Ông không có bắt buộc bỏ phiếu theo lương tâm của mình. Cái này đó, nó cho chúng tôi biết đến cái suy nghĩ của ông McConnell. Thưa quý vị, bỏ phiếu theo lương tâm của mình có nghĩa rằng là Mitch McConnell đã biết là hiện tại ở tại Thượng viện đã có đủ phiếu về một kết quả rồi. Cho nên là ông mới để cho mỗi người bỏ phiếu theo lương tâm của mình. Không biết quý vị có hiểu cái sự trình bày đó của tôi chưa? Trong cái quá trình lập pháp đó, thưa quý vị, mà tôi có cơ hội để mà phục vụ tại Hạ viện của tiểu bang California trong 1-2 năm đó, thì thông thường nó là như vậy. Nếu mà trong một cái cuộc bỏ phiếu quan trọng đó, mà cái sự chênh lệch giữa thắng và thua nó chỉ có 1-2 phiếu, và cái kết quả của thắng hay thua nó ảnh hưởng đến cái đại cuộc chung của cái đảng đó, của cái nhóm người đó, của cái nhóm thế lực đó, thì ít khi nào một cái người lãnh đạo của cái khối đó, dù là khối đa số hay là khối thiểu số, nói với lại thành viên trong khối đó là quý vị có thể bỏ phiếu theo lương tâm của mình đi, ai thích bỏ phiếu sao thì bỏ phiếu. Nếu mà như vậy đó thì thông thường họ phải áp lực. Họ phải áp lực những cái người nào mà không bỏ phiếu theo họ đó là phải làm theo ý của họ. Họ áp lực không được thì nhiều khi là họ dụ dỗ, họ nói rằng là ông nên bỏ phiếu theo cách này đi, tại vì tôi rất cần ông bỏ phiếu theo cách này, và tôi hứa rằng là nếu mà ông bỏ phiếu theo cái cách này đó thì nó sẽ có được rất nhiều những cái điều lợi cho ông. Chúng tôi không nói đây là về vấn đề tham nhũng, nhưng nó nói rằng là ở trong chính trị nó có nhiều cái sự lợi lộc lắm. Thì khi mà Mitch McConnell để cho cái thành viên trong khối của ông bỏ phiếu theo đúng lương tâm của mình đó, có nghĩa rằng là ông biết rằng là bây giờ đa số thành viên trong đảng Cộng hòa ở tại Thượng viện có bỏ phiếu để mà thách thức kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng Giêng đó, thì cũng không đủ để mà thay đổi kết quả của các tiểu bang chiến địa mà phe Tổng thống Donald Trump chuẩn bị sẽ thách thức. Chúng tôi nói cái chuyện này nó nhiều lần rồi, nhưng mà chúng tôi xin trình bày lại đối với những khán giả nào mà vừa mới nghe chương trình này lần đầu tiên.
Trên thực tế thưa quý vị, vào ngày 6 tây tháng giêng đó, chúng ta biết rằng là tối thiểu phải có ít nhất là 48 thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ, 50 hay là 51 bên đảng Cộng Hòa. Thì muốn mà gọi là bác bỏ kết quả bầu cử tại một tiểu bang chiến địa hay là bất cứ tiểu bang nào đi, ở một cái định chế đó, thì cái định chế đó là cái định chế thượng viện, thì phải cần cái con số tối đa. Tối đa ở đây là nhiêu? 51 người. Bên Dân Chủ là đã có 48 người rồi. Bên Dân Chủ chỉ cần thêm 3 thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu công nhận kết quả bầu cử của những tiểu bang chiến địa, những cái chứng nhận mà đã được gửi vô rồi đó. Bên Dân Chủ chỉ cần thêm 3 người nữa thôi thì họ đã có đủ 51 phiếu để mà bác bỏ cái đơn khiếu nại của những người như là thượng nghị sĩ Josh Hawley, cái ông mà nhìn trẻ tuổi mà 2-3 ngày trước chúng tôi vừa mới chia sẻ đến với quý vị đó. Bên Dân Chủ chỉ cần thêm 3 người nữa là đã đủ túc số để mà duy trì cái phiếu cho ông Joe Biden. Cho nên là Mitch McConnell không cần đến những người như là Josh Hawley, Mitch McConnell không cần đến những người như là Lindsey Graham, không cần đến những người như là Ted Cruz. Mấy ông này muốn bỏ phiếu theo lương tâm của ông, muốn bỏ phiếu theo quyền lợi chính trị của ông, muốn bỏ phiếu để mà làm hài lòng cho Tổng thống Donald Trump thì cứ tự nhiên mà bỏ phiếu. Nhưng đối với Mitch McConnell, đây là cái cuộc bỏ phiếu quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Tôi đoán là ông sẽ bỏ phiếu theo cái lương tâm của ông, mà cái lương tâm của ông là một cái lá phiếu công nhận kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa, những cử tri đoàn mà đã bỏ phiếu rồi cho ông Joe Biden. Cái đó là cái sự tiên đoán của tôi đối với lá phiếu của Mitch McConnell. Và dựa theo cái lời phát biểu này của ông Mitch McConnell, và cũng như là dựa theo cái lời phát biểu của những người như là thượng nghị sĩ Mitt Romney, thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, thượng nghị sĩ Susan Collins, thượng nghị sĩ Pat Toomey, dựa theo bốn người này thì tôi đoán là sẽ có đủ ít nhất là 51 thượng nghị sĩ công nhận kết quả bầu cử của những tiểu bang chiến địa mà đã gửi lá phiếu của họ vô rồi. Mà những cái lá phiếu cử tri đoàn này là những lá phiếu cử tri đoàn dành cho ông Joe Biden. Thì cái đó là cái sự mà gọi là suy đoán của tôi. Quý vị nếu mà nghĩ rằng là tôi suy đoán đúng hay là hợp lý, xin quý vị để lại cái comment ở dưới để cho chúng tôi biết rằng là mình trao đổi với nhau là tôi đoán có đúng hay không. Nếu mà quý vị nghĩ là tôi đoán sai đó, thì quý vị có thể để cái phần comment ở dưới đó và đưa ra những cái lời phê bình xây dựng để nói rằng là tôi đoán sai. Cho nên tôi hoan nghênh cái góp ý đó từ hai phía. Và thưa quý vị, đó là cái những bản tin mà chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng là những cái lời chia sẻ này nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong vấn đề kiến thức hiểu chung về những sinh hoạt chính trị của Mỹ. Thay lời một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi từ đầu đến cuối. Nếu quý vị chưa có cơ hội để mà subscribe, xin quý vị bấm cái nút subscribe ở dưới đây, cũng như là bấm cái chuông ở kế bên cái nút đăng ký hay là subscribe, để khi nào mà chúng tôi có video mới, quý vị sẽ được thông báo ngay lập tức. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị lại vào chương trình của kỳ tới.